Tôi đi du lịch ở Sóc Trăng, tôi ở chừng khoảng chừng 10 ngày cũng có người nuôi, anh đâu cần phải đem tiền đâu đúng không? Tôi xuống Cà Mau tôi ở 10 ngày có người nuôi, tôi qua Rạch Giá tôi ở 10 ngày, tính ra đi anh đi nguyên một tour 3 tháng trời không tốn một cắc luôn, bảo đảm. Lê Hải và Minh Hà xin gửi lời chào đến độc giả của kênh Molly. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Xin chào. Xin chào anh chị Lý Hải và Minh Hà, và em cũng dành một lời chúc mừng bởi vì rằng là trước mắt thì là bộ phim Lật Mặt 6 tấm vé định mệnh cũng nhận được cái sự ủng hộ, cái sự yêu thương rất là lớn của khán giả cả nước. Đến thời điểm này thì không biết là với cái lịch đi cine tour nó dày đặc như vậy thì anh chị đã kịp hồi lại sức khỏe chưa, và những cái dự định, những cái bước tiếp theo của mình dành cho đứa con đầy tâm huyết của mình là như thế nào? Sau một cái chuyến đi dài thì sức khỏe mình có hơi bị tuột. Hồi trước giờ nghe nói sụp nguồn mà chưa có hiểu cái từ đó như thế nào, và mới hôm qua hôm kia là mình đã cảm nhận thế nào là sụp nguồn. Đi xong miền Tây về một cái là ngủ từ khuya đó, ngủ cho tới chiều hôm sau là bỏ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều luôn, chỉ có dạng tối nổi xong xuôi mới hoạt động nổi, khủng khiếp. Nhưng mà lý do là khi mà mình đi một khoảng thời gian dài mà mình vẫn làm việc được, lý do là mình đón nhận một sự ưu ái, một sự yêu thương của khán giả dành cho mình nó quá lớn, là ngoài sức tưởng tượng luôn. Có thể nói là đây là một cái cảm giác, một cái cảm xúc mà cách nay mười mấy, 20 năm, lúc mà Lý Hải còn, cái thời còn làm ca sĩ, Lý Hải mới có được cái cảm giác mà được mọi người yêu mến như vậy. Và bây giờ lâu lắm rồi mới thấy được cái cảm giác đó, nó khủng khiếp, nó bao nhiêu cái kỷ niệm lại ùa về. Bản thân Hà cũng vậy, thật ra là mình đi bằng cái tinh thần của mình là chính, nhưng mà về thể lực của mình thì thật sự là không có đáp ứng nổi với lại cái lịch trình dày đặc của Cine Tour. Nhưng mà mỗi một lần đến gặp khán giả thì cái năng lượng của quý vị khán giả và tất cả những cái sự yêu thương của mọi người để làm cho mình cảm thấy rất là khỏe, coi như mình sử dụng những cái nguồn năng lượng cạn kiệt của mình đó. Nên khi về nhà gần như là ngày nào á, những cái rạp mà giao lưu cuối thì tất cả ekip đều ở lại và chụp đến những vị khán giả cuối cùng. Xong thì ekip mới đi về, thành ra về đến nhà là cũng 3 giờ 4 giờ sáng. Ngày hôm sau lại tiếp tục một cái lịch trình mới là 8 9 giờ sáng ngày hôm sau lại tiếp tục đi. Và gần như là di chuyển thì có những hôm á là không kịp ăn trưa và không kịp ăn chiều, thì đâm ra là cái cơ thể của mình bị đảo lộn cái đồng hồ sinh học, thành ra là nó mới dẫn đến việc là kéo dài sau 15 ngày thì mới bị mệt như vậy. Chứ bình thường thì Hà và anh Hải cũng là những người cũng năng nổ hoạt động liên tục, chứ ít khi nào mà bị sụp nguồn á. Dạ. Có một cái em thắc mắc đó là dàn diễn viên tham gia rất là đầy đủ trong tất cả các chuyến cine tour luôn, trừ những trường hợp mà bất khả kháng thì mọi người mới vắng mặt thôi. Thì rất là nhiều người thắc mắc là không biết là ekip Lật Mặt có phải trả thêm phần cát xê đi cine tour cho các diễn viên hay không, vì sao mọi người lại là có một cái sự tâm huyết và đồng hành với Lật Mặt 6 nó trọn vẹn như vậy. Thật ra là không phải riêng cái Lật Mặt 6, mà nếu mọi người để ý là từ những phần Lật Mặt trước thì tất cả những diễn viên khi mà tham gia cùng với lại anh Lý Hải thì mọi người đều dành những cái lịch rất là dài để đi cùng với lại những cái cine tour. Thì đối với Hà và anh Hải nghĩ rằng á, cái này nó không phải là vấn đề tiền bạc, hoặc là thậm chí là diễn viên thường mọi người rất là kẹt lịch nữa, chứ không phải là vấn đề tiền bạc không. Hà nghĩ là thứ nhất là phải rất là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng anh Hải, và cái điều thứ hai thì Hà nghĩ rằng diễn viên cũng thấy được là những cái tình cảm mà khán giả dành cho diễn viên cũng như là ekip của phim. Khán giả mọi người rất là trông chờ, và đây là cái cơ hội duy nhất trong năm mà mình được tiếp xúc gần với lại khán giả. Tại vì đôi khi là trên một cái màn ảnh rộng á, khán giả được gặp diễn viên thì thật ra nó vẫn bị ngăn cách. Thì khi mà mình xuất hiện ngoài đời thật thì con người của mình như thế nào, và cái sự yêu thương của mọi người mình được đón nhận cái điều đó, đó là cơ hội duy nhất trong năm mà mọi người có thể đến gần được với khán giả. Thì Hà với anh Hải thì hoàn toàn cũng chia sẻ những câu chuyện rất là gần gũi với lại các diễn viên, và mới một cái mong muốn là hy vọng mọi người có thể sắp xếp thời gian để cùng đi với lại anh Hải và ekip. Tất nhiên Hà với anh Hải là những người luôn luôn sẽ có mặt đầy đủ trong các cine tour rồi, nhưng mà rất là mong là ekip và tất cả diễn viên sẽ cùng đi cùng. Thì năm nào cũng vậy, rất là may mắn bởi vì tất cả diễn viên đều rất là hỗ trợ và rất là luôn đồng hành cùng với lại anh Hải và Hà trong các chuyến cine tour. Khán giả quan tâm đến Lật Mặt 6 thì cảm thấy cine tour của đoàn phim rất là độc lạ. Đi đến đâu thì mọi người cũng được tặng những cái đặc sản địa phương, cũng nhận được cái tình cảm yêu thương của người dân ở các tỉnh thành rất là nhiều. Và có những cái khoảnh khắc mà có thể là
rất là khó để bắt gặp, như là rượt theo xe để tặng quà thức khuya dậy sớm, hoặc là chuẩn bị những cái món quà mà rất là tâm huyết luôn. Chắc chắn là anh chị cũng rất là hạnh phúc bên cạnh cái việc mà mình giới thiệu được một cái bộ phim của mình mà mình còn gặp được trực tiếp gặp gỡ những cái khán giả và được yêu thương nhiều như vậy. Mỗi một ngày á mà Hà đi về, ngày nào Hà đi Cinetour về, Hà cũng nói với anh Hải một cái câu á, đó là bản thân Hà với cả những cái người yêu thương nhất mà để nghĩ ra được những món quà đó là cả một vấn đề. Bởi vì Hà không phải là một cái người gọi là quá là sáng tạo trong việc tặng quà, nhưng mà khi Hà nhận những cái món quà, nhất là những món quà handmade đó, nó phải thật sự là các bạn phải dành rất là nhiều tình thương và cũng như là tìm hiểu rất là kỹ về gia đình, nên là các bạn lựa chọn và làm ra những cái món quà handmade đó, nó không phải là những món quà mang giá trị về vật chất, nhưng đó là những món quà mang giá trị tinh thần rất là lớn lao, và phải thật sự là có những tình cảm yêu thương thật sự thì mọi người mới dành được món quà đến cho mình. Vì bản thân mình còn chưa, đôi khi là mình cũng chưa bao giờ làm được một món quà như vậy để tặng cho người thân của mình nữa đó, nên là Hàng cảm thấy rất là trân quý những cái điều như vậy. Và ngoài ra thì năm nay rất là bất ngờ, bởi vì cái số lượng quà hàng năm thì anh Hải cũng rất là hay được mọi người tặng món này món kia, những cái món rất là dân dã từ quê nhà, nhưng mà năm nay số lượng quà là tăng đột biến đúng không? Cũng và gần như là đi đâu thì cũng nhận được một cái tình cảm, mình cảm thấy giống như là mình có gia đình ở khắp mọi nơi á. Mình đến đâu những cái người gặp mình nói chuyện với nhau, mình giống như là đã, dù là lần đầu gặp gỡ nhưng mà nó giống như là mình đã quen gặp nhau rất là lâu rồi. Và con Lý Hải cũng được nhận quà, mấy bé là nhận quà đủ thứ luôn, từ các cô chú đi theo gửi, ở cái này gửi cho bé này, đứa này gửi cho bé kia, mà những cái món quà đó là cũng làm từ bằng tay 2 mét không ha. Mà và cái tình cảm đó còn lan đến cả các diễn viên, tại vì thật ra là trong phim của Hà thì cũng có những diễn viên kỳ cựu, nhưng cũng có những gương mặt hoàn toàn mới và lần đầu tiên xuất hiện trên điện ảnh, nhưng các bạn cũng được khán giả yêu thương và đón nhận, thì Hà cảm thấy đó là một điều vô cùng là hạnh phúc, khi không chỉ là riêng Hà và anh Hải mà cả một ekip, thậm chí là các bạn mà đi chụp hình trong đoàn phim của Hà thì khán giả thấy cực quá, khán giả cũng mua trà sữa, cũng mua đồ ăn để tẩm bổ cho các bạn. Đó là một cái tình cảm mà rất là khó mà có được trong cái xã hội hiện nay, khi mà mọi thứ mọi người chạy theo, ai cũng bận rộn hết, công nghệ rồi tất cả mọi thứ thì ai cũng có công việc riêng, nhưng mà để dành những cái tình cảm cho nhau một cách chân thành như vậy là một điều rất là khó kiếm. Có một số khán giả gặp Lý Hải còn nói đùa nó, bây giờ Lý Hải xuống đây tôi nuôi Lý Hải. Trời ơi tôi ăn nhiều lắm á nghe đâu, trời ơi ốm nhỏ nhỏ vậy ăn không nhiều đâu, xuống đây đi, xuống ở đây đi, tôi bao hết. Cái mình mới nói không, vậy tính ra chỉ cần Lý Hải chỉ cần lên tiếng tôi đi du lịch ở Sóc Trăng, tôi ở chừng khoảng 10 ngày cũng có người nuôi, anh đâu cần phải đem tiền đâu đúng không. Anh xuống Cà Mau tôi ở 10 ngày có người nuôi, tôi qua Rạch Giá tôi ở 10 ngày, tính ra đi anh đi nguyên một tour 3 tháng trời không tốn một cắt luôn, bảo đảm. Anh biết em có biệt hiệu gì mới không? Hè vừa có một cái biệt danh mới, đó là Food Reviewer mọi người ạ. Tức là tất cả những cái món của mọi người tặng Hè thì Hè đều đem về nhà của Hè và Hè dùng thử hết á. Và qua đó thì Hè mới phát hiện ra rằng quả là ở Việt Nam mình có rất là nhiều một món ngon vật lạ mà bản thân mình là người Việt Nam mình chưa trải qua. Thì thật ra là khi mà Hè làm Hè mở inbox đồ của mọi người tặng và cũng như là thử ăn những cái món đó, Hà cũng muốn rằng đây là tấm lòng muốn gửi đến quý vị khán giả, đây là tấm lòng của vợ chồng mình, hy vọng là qua những cái clip review của hai vợ chồng thì những cái món đặc sản của địa phương cũng sẽ được nhờ nhiều người khác biết hơn, và cũng như là những người ở những tỉnh thành khác chưa biết thì giống như mình sẽ chia sẻ qua lại với nhau. Tại vì bản thân Hà ở Sài Gòn, nhưng mà thật sự là lần này khi mà Hà đi được mọi người tặng những cái món đặc sản thì rất nhiều món lần đầu tiên trong cuộc đời, không phải là riêng Hà nha, anh Hải và cả ekip của Hà mọi người chưa bao giờ được ăn luôn. Đó là một cái điều rất là thú vị, và cũng hy vọng là mình lan tỏa những cái năng lượng tích cực cho nhau, và cũng như là mình qua cái bộ phim của mình thì không chỉ làm những nét đẹp Việt Nam mà về ẩm thực Việt Nam cũng sẽ đi xa hơn. Em muốn chia sẻ một điều là tất nhiên là các diễn viên trong Lật Mặt 6 cũng nhận được cái sự yêu thích từ khán giả, nhưng mà có phải công nhận rằng là chị Minh Hà là một cái nhà sản xuất được yêu thích nhiều nhất thời điểm hiện tại, và anh Lý Hải cũng là một đạo diễn mà được chú ý còn hơn cả diễn viên chính nữa, thì anh chị có thấy đặc biệt hay không? Bởi vì ví dụ như những đoàn phim khác đi City Tour người ta sẽ thường chú ý đến diễn viên chính nhiều hơn, nhưng mà khán giả tất nhiên dành sự quan tâm yêu thương cho Lật Mặt thì chắc chắn là dành yêu thương Lý Hải và Minh Hà, một cặp đôi mà mọi người có khi đến rạp bởi vì anh Lý Hải nữa. Một cái sự khác biệt của sự đặc biệt đó, anh chị nghĩ sao về điều này? Có lẽ là một phần là khán giả đã yêu thích hồi
hồi lúc mà Lý Hải còn là ca sĩ thì mọi người cũng đã chú ý và quan tâm và cũng đã thương Lý Hải rồi. Sau đó thì Lý Hải lập gia đình thì mọi người lại tiếp tục dành cái tình cảm, tình thương đó cho gia đình mình. Rồi khi bây giờ mình nhảy qua tới phim thì mọi người cũng lại tiếp tục ủng hộ. Chính vì vậy mà khi mà mình đi tới đâu thì được mọi người quan tâm và yêu thương mình. Bản thân Hà cũng vậy, tại vì khi mà Hà đi cine tour thì rất là nhiều bạn nói chị Hà cảnh sát ơi, em không coi chị mười mấy năm mà đến ngày hôm nay mới gặp chị. Tức là có lẽ là do xuất phát điểm của hai vợ chồng á cũng hơi khác hơn, mình không chỉ thuần túy là những nhà sản xuất và đạo diễn bình thường, mà xuất phát điểm của mình cũng đã từng làm diễn viên, anh Hải cũng đã làm ca sĩ và diễn viên trong một khoảng thời gian khá là dài, nên là những cái tình cảm nó đã có từ rất là lâu rồi, và đến ngày hôm nay khi mà chuyển sang làm phim á thì những tình cảm đó cũng đã được lan truyền qua đến ngày hôm nay. Và Hà nhớ có một cái trường hợp, một cái bạn nó Hà rất là cảm động luôn. Cái bạn đó là Hà nhớ ở tỉnh, đi tỉnh, hình như là đi Vũng Tàu hay Bà Rịa Vũng Tàu gì đó, thì bạn đó mới chạy lại bắt tay anh Hải và xin chụp với anh Hải một tấm hình. Thì bạn mới nói là cách đây 15 năm em còn là sinh viên, em có gặp anh Hải trong một buổi biểu diễn, và khi đó em định đưa tay của em ra để bắt tay anh Hải, nhưng vì quá rụt rè nên em đã thụt tay của em lại, và em phải đợi 15 năm sau đến ngày hôm nay em mới được gặp anh cho em bắt tay anh một cái được không. Và Hà thật sự là cảm thấy rất là cảm động, bởi vì đó là một cái tình cảm mà bạn phải đợi đến 15 năm và đến ngày hôm nay bạn vẫn tìm anh Hải để mà gặp anh Hải để nói lên điều đó. Thì cái đó thật sự là quý giá, bởi vì người ta hay nói một cái câu là xa mặt thì cách lòng, nhưng mà rõ ràng là cái này không gặp mặt nhau luôn nhưng mà tình cảm vẫn còn nguyện nguyên. Đó là một điều rất là hiếm có trong xã hội này. Có những cái buổi cine tour ở những cái tỉnh thành á thì dù cho trời nắng nông như thế nào đi nữa thì bà con cũng tối rất là sớm và đến rất là đông, xếp hàng từ ở ngoài cổng trung tâm thương mại vào tốt qua bên trong luôn, và vây kín lấy anh chị để chụp hình. Có những cái rạp mà em thấy là còn bật những cái bài hát hồi xưa của anh Lý Hải nữa và mọi người hát theo rất là vui luôn. Thì có bao giờ mà anh Lý Hải đi vô thì anh có cảm giác là mình nhớ lại cái thời hoàng kim khi mà mình còn làm ca sĩ không? Thì nhờ cái đi cine tour này, Lý Hải mới nhớ được cái cảm giác mà hồi xưa mình còn làm ca sĩ. Có một khoảng thời gian rất dài là 8 năm nay là không có đi hát á, là cũng như là mình quên bẵng mình từng là ca sĩ luôn, cũng không nhớ luôn, là chỉ biết là sau này là qua lĩnh vực điện ảnh là chỉ có suy nghĩ đến kịch bản, làm đạo diễn, những gì liên quan đến phim thôi. Thì nó lâu lâu rồi nó có những cái quán cà phê gì nó mở ra cái mình nghe ô trời, mình hát hả, hồi xưa ở đây hả, mình giật mình mới nhớ là hồi xưa mình cũng từng là ca sĩ đến độ đó luôn. Thật ra cine tour ra đời á là cũng là một trong những lý do, là vì trước đây á khi mà anh Hải là còn là ca sĩ thì anh Hải gần như là lưu diễn một năm 12 tháng thì anh Hải đã đi lưu diễn 11 tháng, và như vậy đồng nghĩa với việc là khán giả có rất là nhiều cơ hội để gặp anh Hải ở ngoài đời. Nhưng mà từ khi anh Hải chuyển sang làm phim thì một năm anh chỉ ra phim một lần. Và một lần đó chỉ kéo dài khoảng 1-2 tháng thôi và thời gian rất là ngắn. Chính vì vậy mà khi ra mắt Lật Mặt một đầu tiên á thì Hà và anh Hải có nói chuyện với nhau là bây giờ một năm mình không thể gặp các fan hâm mộ, không thể gặp khán giả, thì bây giờ đây là dịp trong năm duy nhất mình hãy đến rạp là gặp khán giả xem phim, và đây là cơ hội để mọi người biết mình ở đâu để mà còn đến gặp mình. Thì đó là lý do mà cine tour ra đời từ Lật Mặt một, và mỗi một năm thì cine tour càng được mở rộng hơn, mỗi một năm lại càng được mở rộng hơn nữa. Nhưng mà tất nhiên là mình cũng không thể, ở Việt Nam thì 64 tỉnh thành mình không thể đi hết được, nên là ngoài việc là đi cine tour để gửi những cái lời tri ân trực tiếp đó, thì năm nào Hà với anh Hải cũng sẽ dành rất là nhiều phần quà gửi tặng trên mạng online đến các khán giả đó, cũng như là tấm lòng của mình đến với các khán giả, mặc dù là mình không có đến được tận nơi nhưng cũng hy vọng là mọi người thông cảm. Như lâu lâu mà mọi người nói là trời chị ơi sao chị không đến chỗ này, chị bỏ chỗ này, chị bỏ chỗ của em đó, nghe buồn lắm, cũng muốn đi lắm nhưng mà sức người không cho phép. Để mà được yêu thích như thế thì anh Lý Hải cũng phải có những cái phẩm chất mà đáng để cho khán giả quý trọng, như là anh chị rất là minh bạch trong cái cách làm từ thiện nè, và anh cũng không có nhận quảng cáo những cái sản phẩm mà nó không rõ về chất lượng. Thì có phải rằng là để trở thành một cái ngôi sao quốc dân thì là chính cái người nghệ sĩ cũng phải có một cái sự ý thức và cái sự khiêm nhường rất là nhiều, chứ không phải là mọi thứ tự nhiên nó đến, mọi người tự nhiên là yêu thích anh Lý Hải nhiều như vậy, đúng không ạ? Thật ra Hà chỉ nghĩ đơn giản khán giả cũng giống như là những người thân hay là bạn bè của mình thôi.
Nếu mà Hà nhận tiền từ một người bạn của Hà, Hà luôn phải nói mình đã nhận tiền bạn gửi rồi nha. Thì đối với khán giả cũng vậy, mình xem họ như là gia đình và là những người thân thiết của mình, và cái việc mà mình nhận gì từ họ và mình làm một điều gì thì Hà luôn cho mọi người biết rõ là Hà đã làm như thế nào. Thì Hà nghĩ đó là một cái trách nhiệm thôi. Để đơn giản là bản thân Hà, nếu Hà đóng ngược lại, Hà cũng muốn được người khác làm như vậy. Đối với Hà là một cái sự minh bạch rõ ràng. Còn đối với sản phẩm cũng vậy, mình đơn giản là mình giới thiệu một cái món đồ đó cho ông xã mình dùng chẳng hạn, thì mình cũng phải biết được nó như thế nào và nó có thật sự tốt hay không. Thì với tất cả quý vị khán giả thì mình cũng phải lấy cái tinh thần đó để mà mình làm. Tại vì Hà với anh Hải thật sự là không sống bằng công việc quảng cáo, và mình phải hiểu là mình vẫn là một người làm phim, và cái công việc chính của mình đó là mình làm phim, và mình không được quên điều đó. Và những cái khác, kể cả những cái sản phẩm mà Hà dùng á và Hà giới thiệu đến mọi người, là Hà phải thật sự Hà trải nghiệm, gia đình thật sự trải nghiệm trong rất là lâu, trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì mình chỉ đơn giản mình không nghĩ là mình phải trở thành một người như thế nào. Mình đơn giản là mình nghĩ mình xung quanh mình đang là người thân của mình và gia đình của mình đây, và mình phải đem đến những điều tốt đẹp nhất cho họ và không bao giờ để cho họ buồn lòng. Minh Hà và Lý Hải xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả của Molly đã luôn lắng nghe và luôn ủng hộ hai vợ chồng Minh Hà và Lý Hải, và cũng rất là cảm ơn Molly đã luôn đồng hành cùng gia đình Lý Hải Minh Hà cũng như là phim Lật Mặt để đưa những cái thông tin nóng nhất, mới nhất đến cho quý vị khán giả. Và hy vọng là năm nào chúng ta cũng sẽ được gặp nhau tại ngôi nhà Molly và gia đình Lật Mặt nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Và nhớ là phim vẫn còn đang chiếu ngoài cung rạp. Các bạn nào chưa xem thì hãy nhanh chân ra rạp xem. Còn nếu các bạn xem rồi một lần thì nên xem lần thứ hai, thứ ba nữa, càng hay nha các bạn. Và rất mong nhận được những cảm nghĩ của mọi người nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye các bạn.